Các nhà khảo cổ sinh vật học của Brazil tuyên bố họ đã phát hiện ra hóa thạch của một loài bò sát giống như cá sấu thời cổ đại từng sinh sống trên trái đất vào thời kỳ trước khi loài khủng long tồn tại. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hóa thạch của bò sát giống cá sấu sống cách đây khoảng 237 triệu năm trong kỳ tam điệp. Phát hiện này được thực hiện ở bang miền nam Rio Grande do Sul của Brazil, đây là phát hiện đầu tiên của Brazil và phát hiện thứ tư thuộc loại này trên toàn cầu, sau hai loài ở Trung Quốc và một loài ở Argentina. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, khám phá mới này sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về quá trình tiến hóa của loài bò sát Pseudosuchia sau này tiến hóa thành cá sấu thời hiện đại.